chú Tình nhỉ? À, lá chú này lên là tập lá cho nó vui thôi. Chú tôi ăn được chú gì đâu, để con cháu tôi nữa. Để số đi lùi mà không dám đơn đỉnh. Chỉ cần bóc bán cho em ăn đi. Ô, chú đã lái lệch đường đây rồi nè. Chú đã lao qua đường nè. Wow. Xin chào tất cả các bạn. Xin chào các bạn nha. Bên chào các bạn đi con. Hello. Hello các bạn nhỏ nha, hôm hello, nay hello, xin chào các bạn các bờ. Hôm nay chúng ta lại đi xem một cái gì đây? Xe Lu đang làm. Wow, đây nè, hôm nay các bạn được trực tiếp xem xe Lu làm đường nha. Với xe cực kỳ to luôn. Trực tiếp là đứng ở đó để xem chứ. Đúng rồi, đây các bạn xem, cái bánh đây. Wow, khối sắt các bạn ơi. To thật đó. Bên dưới cái đường này là những cái viên đá. Đá này gọi là đá 46 này các bạn này. Gọi là 46. 46 là vì nó có kích cỡ là khoảng 400 cm, 600 cm. Là thành 46. Gọi là đá 46, đá 12 tức là khoảng tầm 1 cm nhân 2 cm. Diện tích của nó. Đá 46 nó to hơn, 6 cm là khoảng tầm khoảng 3 đúng không đấy? To như vậy. Đây, chào chú lái máy Lu nha. Bây giờ ba sẽ theo lên máy Lu các con ở dưới nha. Wow. Oh, cái nhà xe Lu này. Bạn lấy cái chân với là cái xe Lu này, chỉ có Việt Nam mới có thôi. Đây là cái chìa khóa. Đó là các bộ phận. Đã khám phá một chân cuối này. Lái máy trước à? Là đây là lái máy trước. Đấy. Còn đây là lùi à? Đây là tiến, đây là tiến à? Đây là tiến lùi. Chú đang lùi à ba? Đang lùi đấy, xe Lu này nó có cua đâu. Tiến đây nó để lùi lại rồi. Xong rồi hắn cứ đi ra ngoài, hắn cứ tiến thẳng hắn đi. Ừ, hắn lại rồi. Bên thấy xe Lu hay không con? Nhưng mà có... Đây, cần lái này, hai người bên này đấy. Nó lái bánh nha các bạn ạ. Nó ba ngồi, nó mà lái luôn ạ. Mà lái là chú luôn. Nhưng mà cái máy tre này chỉ có Việt Nam mới có thôi. Được hết cỡ luôn. Xe Lu này nó cũng đất thì là cũ rồi. Xe Lu này màu gì nhà dạy nó bé học màu vàng. Ui, đỉnh đẳng số. Xe Lu. Để đạp kìa. Xe Lu. Ủa xe lâu màu vàng, ủa này xe mà phải đạp bằng chân này. Chú bảo là máy kém quá. Máy kém quá thì phải đạp bằng chân. Máy này máy cũ à? Cái sang rồi đấy bạn nhỉ? Cái sang nó là nó hai bên giống nhau. Cái sang bên này cũng sang, để cho hai người lái á. Hoặc là một người ngồi hai bên để ta nhìn á. Nhìn bên đây thì lái bên tấm bên ta. Cái chú gạt sang đây thì nó gạt sang đây, cái đây này. Là nó giống nhau, để trường hợp con lái một bên nào thì ta có thể tay cầm lên đường kiến á. Chứ mà một người ở bên đây, một người bên đây nè. Hai người lái. Không được lái hay gì nữa. Được. Nó không thể cảnh giác được. Các bạn thấy không? Eo ơi, cái đầu có nhìn những cái máy trộn bê tông ạ. Đấy. Ôi trời ơi. Các bạn nhìn thấy một xe Lu mà ba quay từ trên cao nhìn thấy hoành tráng chưa? Nhìn cả giống như cái xe Lu ngắm thì. Đây, bây giờ ta quan sát này, những viên đá 46 đang bị đè xuống này. Làm cho mặt đường được phẳng hơn những chỗ nào mà nó mà nền đất đang yếu thì nó sẽ Lu cho xuống thật chắc, chúng ta trao đổi được đồng lên không bị gì ra như vậy. Còn bị lún móng thật chắc. Các bạn và quay cho các bạn nhìn rõ nha, bạn thấy đó cái bánh xe Lu đấy. Lu thì giá đang bây giờ xe cũng đang đi lùi hay đi tiến đây. Đi lùi chúng ta phải đi sau đầu nó các bạn nhá. Nếu nó đi tiến thì không được đi phía trước nha. Nó đi tiến lên phía trước là nó hút cho là người ta không nhìn thấy nên nó chặn lên đường được đúng con ạ. Dính rồi nó. Chưa? Ừ. Em quay cái đầu này nè. Đó, nó chú đang lái đấy. Ba cái đèn này. Cái bánh. Ba đứng gần được luôn à? Có mấy cái bánh rồi. À không ba. Ba cái bánh. Một cái bánh trước và à đúng sao rồi trời ơi những viên đá đang bị đè nhưng nó không vượt đâu nếp vừa nó chẹt vừa nó thật chắc là như vậy chắc đó như đá kia chứ cái trường mà mình lấy chân đá vào vùng cái rời à bây giờ mình lấy chân mình đá
sát với mặt đường xe. Tớ là chiếc xe lưu thân tớ to lùm. Các bạn thôi, tớ là chiếc xe lưu đi. Con các bạn nghe thua. Bạn nhân đồng con không thừa, con chỉ thừa gật đầu thôi. Tớ là chiếc xe lưu thân người tớ to lùm. Con đường tải nhựa. Con đường nào mới đắt. Mới đắt. Tớ làm thẳng. Thăm tắp à? Thăm tắp. Con đường nào? Con đường tải nhựa. Nhựa. Tớ làm thẳng lưu ạ. Gì nữa? Quên rồi. Trời thì nhà trời đất này nắng gì nhỉ? Các bạn con quên mất cái bài chiếc xe lưu rồi. Các bạn mà xem hôm nay các bạn nhớ bài chiếc xe lưu, các bạn đọc luôn cho đánh cho comment cho để nhớ luôn nhá. Đó là chiếc xe lưu đấy, người cứ to lù lù đấy. Sợ luôn, đúng là to lù lù luôn. Phải có thêm một chút nó ngồi lái cái thứ nãy rồi. Nó xem chú xanh thì lái này. Lái cho chú đi nghỉ đi. À, lái chú này lên là cấp lái cho chú thôi. Đi gần bóc quán cho em ăn đi. Ô, chú đã lái lại đường đây rồi nè. Lao, lao qua đường. Đó, xe đu nằm ngang đường đó nè. Chú này chú biết lái. Không biết khiển này, còn chú đòi khiển. Chưa biết lái mà lên để chiếc lái. Hay nhờ. Rồi bây giờ chuyển thẳng rồi. Rồi chắc sẽ em được cả bánh rồi. Chú này áo xanh này chú đã là máy múc thôi. À, tập hồ á. Chú không? Chú chỉ quen là máy múc thôi. Đó bây giờ em và nhìn chị Hiền và các bạn nhìn xem cái mặt đang đã được lưu rất được thảo. À, thấy chưa? Nhưng mà để làm đường thì phải cần một cái xe gì? Nhưng mà phải cần xe gì thanh nhỉ? Xe lưu. Xe lưu, phải có xe lưu để làm đường cho thẳng nhá. Không thể thiếu được xe lưu các bạn ạ. Thiếu xe lưu là không thể làm thẳng. Không thể nên chắc được. Và xe lưu vấn đề chắc thì đương nhiên xe lưu phải rất nặng. Càng nặng càng tốt. Càng nặng thì có đường nó bao nay họ sản xuất ra chứ. Có chứ, xe lưu cũng là được có. Xem nó làm đường nào cũng xe lưu chứ. Ba ơi, cái chỗ đây chỗ bậc xuống à? Bậc nó là làm mới gà, trường hợp đất nó dính vào bánh thì đi qua nó vướng lại và nó không bị dính cho cái bánh lên trên. Cái bánh cho nó bám, cái đầu cái gà thì cái đất mà nó bám theo á, mà đất nó bám theo. Cái này bây giờ lái cũng quen rồi đó, cái không bị lao vào bờ nữa. Có cái chú bên kia lái. Bánh đã nhờ. Ủa. Ăn dầu luôn. Ăn dầu. Cái dầu nó chạy được máy nó kéo cái thân của nó đi nữa. Thân nó càng nặng thì nó càng thoải mái khỏe thì ăn dầu mình vô. Đúng đó. Như là mình ăn cơm. Đúng rồi. Đấy, con đứng gà trong đất nó đi nữa nè. Đó, bà đứng cao mà quay nè. Bà đứng thấy hài. Bà đứng thử mưa. Được cao mới quay lên. Tay ba dài nhỏ. Đứng chưa? Ừ. Bánh. Còn đứng mà ở dưới còn chả thấy gì cả. Cái bánh nào to hơn, cái bánh sau? Trước. Trước to, đôi bánh sau bằng, nhưng mà nó cái đường kính của bánh sau lại to hơn nhỉ? Đây cái đường kính là cái chương trình hình tròn đấy. Đó, các bạn nhìn thấy cái u rồi này, đường. Đấy. Mặt đường bây giờ đã phẳng ly. Phẳng ly. Cũng một bên đá nào đấy, bạn nhìn thấy cái đá là lô nhô lên nữa, nhô lên là nó dập xuống luôn. À, xong như thế này thì chúng ta sẽ đổ gì lên thanh nhựa? Đổ xi măng. Xong này họ sẽ đổ xi măng lên các bạn, xi măng bê tông, đổ bê tông đấy. Xi măng và nước, cát, đổ với nhau. Đá. À, trong những nền chắc rồi thì bê tông nằm bên đây sẽ yên tâm, không gãy. Bạn nhìn thấy rất là hay đúng không? Rồi, thôi, xe lui giờ đi nhanh này. Ben này, Ben nhìn xe lui chạy nhanh một vù này. Xe lui mình nhanh thế. Tăng số lên. Thôi nào bà con xem những này tôi nhìn chào các bạn đi. Bye bye. Bye bye. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nhé. Chào các bạn nha, bên chào các bạn đi. Bye. Bạn nuôi mới là sao nhá. Chào các bạn.